anh rằng anh yêu em nhiều không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả ở đây. Anh mơ về một mái ấm ngát, có
em và bay che ta. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của riêng em thôi suốt quãng đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhớ nói lời hẹn nước bên nhau trọn đời. Một nhà cùng anh, hãy cho anh nụ cười để giấc mơ anh mơ nay không còn xa xôi. Xa xôi em ơi, anh đã mơ được kề bên nâng niu em suốt cuộc đời này. Những lúc em níu anh sẽ luôn luôn ở đây. Anh mơ về một mai ấm áp có em và bay trẻ thơ. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của riêng em thôi suốt quãng đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhé nói lời hẹn nữa bên nhau trọn đời. Của riêng em thôi suốt quãng đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ che để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhé nói lời hẹn nữa bên nhau trọn đời. Ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Bên em đã có
anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Nồng nhiệt đón chào tất cả quý vị khách quý, quý quan viên hai bên gia đình, quý bà con nội ngoại xa gần, chúng ta cùng đang hiện diện trong một không gian thật là tuyệt vời để cùng trình diễn và cùng tôn vinh cho ngày lễ phú quý, chúc hạnh phúc của cô dâu Thủy Ngân và chủ rể Thành Đạt. Và kính thưa cùng với tất cả quý vị kính mến, ngày hôm nay một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu năm mới 2023. Thân này cũng xin được phép thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chủ rể, nhà hàng tiệc cưới Ngọc Hà cùng với âm thanh Quang Vinh. Xin được tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhé. Quý vị kính mến, tình yêu và hôn nhân là một sự việc trọng đại của đời người, và đó cũng chính là khát khao của tất cả các cặp đôi nhau, điều mong ước được chạm đến. Và ngày hôm nay, niềm hạnh phúc đã thực sự đến với cô dâu Thủy Ngân và chủ rể Thành Đạt, và niềm vui tròn về nhất lại thuộc về các bậc sinh thành, những người luôn luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy con cái của mình đã được lập thất thành gia. Và cùng ngay từ giờ phút ngày đây, để gửi đến lời cảm ơn cũng như lời chào đến tất cả quý vị, chúng ta cũng xin được thân hoàng nồng nhiệt đón chào sinh viên của hai bên gia đình thưa quý vị. Về phía đại diện của họ nhà gái, trân trọng kính mời quý ông Ngô Việt Thảo, quý bà Lê Thị Phương là song thân cao quý của cô dâu. Về phía đại diện của họ nhà trai, trân trọng kính mời quý ông Bùi Quang Bình, quý bà Dương Thị Huệ là song thân cao quý của chủ rể, cùng tiến về trung tâm sân khấu để ra mắt cho tất cả quý vị. Và tất nhiên là một cùng đang tiến về trung tâm của sân khấu là những nhân vật đặc biệt quan trọng ngày hôm nay, những người đã luôn luôn tạo dựng và mang đến niềm hạnh phúc cho các bạn trẻ. Thủy Ngân và Thành Đạt thân hoan nồng nhiệt đón chào và chúc mừng. Thật là trong dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại, thứ tình cảm mà tất cả chúng ta đều tôn vinh nhất đó là tình yêu. Và ngày hôm nay, còn một con đường tình yêu mang tên Thủy Ngân và Thành Đạt đang được rộng mở để cùng đón chào hai nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây cũng chính là thời khắc đẹp nhất, thời khắc trang hoàng nhất mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng về cộng hoa và không gian một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng đón chào hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời hạnh phúc ngày hôm nay. Nồng nhiệt đón chào sinh viên của cô dâu Thủy Ngân cùng với chú rể Thành Đạt. Vâng, và kính thưa cùng với tất cả quý vị, niềm hạnh phúc đang đầy yêu thương được nhân lên gấp bội khi có sự như tất cả quý vị cùng đến trình kiến và cùng chúc mừng. Thân hoan kính mến, và trên sân khấu ngay bây giờ đây là sự hiện diện của một bức tranh đại gia đình rất là tuyệt vời và hạnh phúc, sự hiện diện của đôi trai tài gái sắc, cô dâu Thủy Ngân, chủ rể Thành Đạt. Bên cạnh đó cũng là niềm vui mừng của những bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay rất là vui mừng và hạnh phúc khi được nhìn thấy con cái của mình đã được lập thất thành gia. Và ngày hôm nay cũng là một ngày hồng, một ngày đặc biệt của đôi bạn trẻ được gặp mặt tất cả quý vị khách quý, quý bà con nội ngoại cùng đến tham dự và chúc mừng. Đó là niềm vinh dự rất lớn cho gia đình và cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Thủy Ngân và Thành Đạt. Và ngay bây giờ đây cũng xin được trân trọng kính mời những lời phát biểu đến từ thân phụ cao quý của cô dâu. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý công viên hai họ, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa bà con hàng xóm đã đến tham dự buổi vũ quý của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi chẳng biết nói gì hơn. Kính chúc quý công viên hai họ, bà con hàng xóm được sau một năm mới mạnh khỏe và sức khỏe. Xin cảm ơn và xin cảm ơn. Vâng, rất là tuyệt vời, rất là chân thành và cùng rất là sâu sắc những lời phát biểu
đến từ thương phù cao quý của cô dâu. Và kính thưa cùng với tất cả quý vị kính mến, và ngay bây giờ đây cũng chính là những xếp phục hạnh phúc đồng đầy yêu thương mà đôi bạn trẻ của chúng ta đã mong ước từ lâu. Xin mời hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay tiến đến thảm đài hạnh phúc để cùng nhau cắt bánh ở tình. Xin mời cô dâu và chú rể. Và xin mời hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay tiến đến thảm đài sân bay để cùng nhau dọc nên dòng chảy hạnh phúc cho chính mình. Vâng ạ, và xin mời hai bạn sẽ cùng nhau dâng rượu kính dâng lên song thân cao quý của chủ rể. Xin mời. Và hai chén chương trình còn lại, xin mời hai bạn sẽ cùng nhau nâng ly và cùng trở về vị trí trung tâm của sân khấu. Ở giữa hai bên gia đình như là một sự chở che, một sự bao bọc. Và ngày hôm nay niềm hạnh phúc nhân đôi. Xin mời cô dâu Thủy Ngân và chủ rể Thành Đạt, hai bạn sẽ cùng chèo tay nhau để cùng uống rượu gia bôi hạnh phúc ngày hôm nay. Và cùng xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình là chúng ta sẽ cùng xin lại gần nhau ạ. Và cùng chạm cốc để chúc mừng cho mỗi tình thông gia ngày càng gắn kết bền chặt. Và thân hàng xin được phép làm cầu nối giữa gia đình các bạn trẻ cùng với tất cả quý vị. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa nhịp tình yêu và cùng nâng ly để nói lời chúc mừng hạnh phúc. Buổi tiệc xin được chính thức bắt đầu. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Thank you.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Bye.
em do đông tình yêu xa bằng vào nơi cuối đời nhé. Dầu đông con đến bao giờ lúc nào
Kính thưa quý vị, quý quan viên hai họ, hôm nay nhà trai chúng tôi rất phấn khởi là được sự đón tiếp của nhà gái rất nồng nhiệt và giúp cho nhà trai chúng tôi là kết nối tình với nhà gái được trong tình vui vẻ. Trong thì lời mời của giờ hôm nay thì ngày 12 nhà trai chúng tôi cũng là mời quý quan viên của họ nhà gái để đến nhà trai chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng là xin phép được ra về là vì có cái là thời gian vẫn có hàng nhà gái, tình cảm của họ nhà gái vẫn còn đón tiếp những bà con với là bạn bè của họ nhà gái vẫn tiếp tục để ngồi tâm sự. Còn xin phép cho phép họ nhà trai chúng tôi là được xin ra về, xin họ nhà gái cũng vui vẻ. Tuyệt vời, không gian của tình yêu và hạnh phúc. Đây cùng trình diễn và cùng tôn vinh cho ngày lễ vu quy. Chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Thủy Ngân và Thanh Đạt. Và kính thưa cùng với tất cả quý vị và các bạn, quả thật là ngày hôm nay một không khí rất là tuyệt vời, trang hòa và yêu thương. Thanh Đạt cũng xin được phép thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chủ đề nhà hàng tiệc cưới Ngọc Hà cùng với âm thanh Quang Vinh. Xin kính đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Vì tất cả chúng ta ngay bây giờ đây cũng có thể cảm nhận được rằng một bầu không khí rất là rộn ràng và vui tươi. Ngày hôm nay niềm hạnh phúc đã thực sự đến với đôi bạn trẻ và niềm vui tròn vẹn nhất là thuộc về các bậc sinh thành, những người luôn luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy con cái của mình đã được lập tức tận gia.
và cùng ngay từ sở phố từ đây để gửi đến lời cảm ơn cũng như lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta cũng xin được chân thành nồng nhiệt đón chào sinh viên của quý ông Ngô Việt Thảo, quý bà Lê Thị Phương là song thân cao quý của cô Diêu, cô TV trung tâm sân khấu để ra mắt cho tất cả quý vị. Và xin một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị để cùng đón chào và chúc mừng. Xin mời. Tất cả quý vị và các bạn, và ngay bên dưới đây cũng là xe phục trang hòa yêu thương nhất. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về cổng hoa và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng đón chào đôi nương đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong tình cưới ngày hôm nay. Nồng nhiệt đón chào sinh viên của đôi uy ương Thủy Ngân và Thanh Đạt. Và xin một tràng pháo tay chính kiến, nhìn thấy chủ rể trang trong phục vest lịch lãm, sẽ duyên cùng với cô dâu trong tà áo cưới tinh khôi. Và đó là trẻ của chúng ta đang cùng nhau tay trong tay bước trên con đường hạnh phúc, con đường được xây nên bởi tình yêu chân chính, sâu sắc và thủy chung. Và xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng đón chào chúc mừng đôi uy ương. Xin thưa cùng với tất cả quý vị kính mến, sẽ phục đặc biệt hạnh phúc ngày hôm nay được gặp mặt tất cả quý vị khách quý, quý bà con nội ngoại cùng với tất cả quý bạn bè thân thương cùng đến tham dự và chúc mừng. Đó là niềm vinh dự rất lớn cho gia đình và cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Thủy Ngân và Thanh Đạt. Và ngay bên dưới đây cũng xin được trân trọng kính mời như lời phát biểu đến từ thân phụ cao quý của cô dâu. Trân trọng kính mời. Dạ, kính thưa quý chú, quý anh, quý chị, quý bạn, hôm nay là ngày lễ vu quy của hai con chúng tôi. Gia đình chúng tôi chẳng có gì hơn kính chúc quý chú, quý bác, quý anh, quý chị đã bỏ một chút thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc rượu cùng gia đình chúng tôi. Và gia đình chúng tôi chẳng có gì hơn kính chúc quý chú, quý bác, quý anh, quý chị bước sang một năm mới mạnh khỏe, sức khỏe. Xin cảm ơn và cảm ơn. Vâng, những tràng pháo tay rất là tuyệt vời như lời phát biểu chân thành đến từ thân phụ cao quý của cô dâu. Và ngay bên dưới đây xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau làm tròn những lời thề hứa, cùng nhau tay trong tay tìm đến thật đa hạnh phúc để cùng nhau các bánh ân tình. Xin mời cô dâu và chủ đề. Cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ. Vâng ạ, và xin mời hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay tìm đến thảo đài sông Panh để cùng nhau sống nên dòng chảy hành thái. Em vẫn muốn quỳ vô trước nàng công chúa, em nhớ đêm này. Để cùng chúc mừng khoảnh khắc thăng hoa thưa quý vị. Đó là rất là tuyệt vời. Và xin mời bố mẹ sẽ cùng đón nhận ly sự hiểu chiều tình từ hai con. Và xin mời hai bạn hạt sẽ tiếp tục quán nâng hai ly sự tình còn lại và trở về vị trí ở trung tâm của sân khấu ạ. Và ngày hôm nay niềm hạnh phúc nhân đôi, xin mời cô dâu Thủy Ngân và chủ rể Thanh Đạt, hai bạn sẽ cùng chèo tay nhau, cùng nhau uống rượu giao bôi, thắt chặt tình yêu vợ chồng, vì sự chứng kiến của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ đây, Thanh Hằng cùng xin được phép làm cầu nối giữa gia đình, đôi bạn trẻ cùng với tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hòa nhịp tình yêu. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng rót thật đầy ly ạ. Ly trong tay và tay chung ly. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly để cùng nói lời chúc mừng hạnh phúc. Quý vị xin được chính thức bắt đầu. Thank you.
Phương Hà và cùng xin lễ thân hoan nồng nhiệt đón chào đội ngũ nhân viên đệ tử nhà hàng tiệc cưới Ngọc Hà sẽ cùng họ phục vụ ẩm thực đến cả quý vị. Và một lần nữa rực rỡ
anh phố hẹn một ngày ngát xa. Để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, em xin gửi đến ca khúc Cơn Mơ Băng Giá. Dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên em, mưa say đôi bờ tay xin anh bao giờ nhẹ nhàng về cuộc đời. Hai ba nhau, nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn. Chờ mơ đắng là nằm quân xa, nỗi cô đơn riêng ta. Và mơ đắng trăng xoa, sẽ mong mơ mong bao ngày qua. Đây còn nhau thật chắc, và đời không còn bao sắc nhạc. Mình bao mong cho bao ngày qua. Thank you.
chân chẳng biết nó.
Oh.
Được rồi. Sẽ về chung một nhà, dù thật khó dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta thường nghe
sau cơn mưa là trên xe nắng lạnh. Nhưng lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giờ, đôi khi mơ mơ ra, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống theo một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một anh đời. Anh đã từng kỷ niệm em, anh chẳng mình khi phụ em được về nhà. Trong tâm vẫn bị hoa hoa chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày nào viết câu hát về người ta tự hơi bao đầu. Chỉ riêng cho này chung kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã ủng hộ phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những lời em thức muốn nhịn đói chân ngơm. Anh rất yêu em và con bà nè, xin tiếp tặng hai mẹ con nhiều. Vâng, và xin được tên lời chúc gương, xin được chân thành cảm ơn món quà rất là tuyệt vời và lời chúc rất ý nghĩa đến từ ông nội rất nhiều. Và món quà tiếp theo đến từ ông ngoại của chủ rể. Chân thành kính mời và xin được gửi lời món quà đến ông ngoại rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn ông ngoại với món quà vừa rồi. Và món quà tiếp theo đến từ ông lành. Chân thành kính mời ông lành của con. Và cũng đây cảm ơn món quà vừa rồi đến từ ông lành rất nhiều. Một món quà tiếp theo đến từ bà Quỳ. Trân trọng kính mời bác tiếp tục chương trình. Bà gái đi cô trong hạng bố. Món quà tiếp theo đến từ vợ chồng của O Thảo. Trân trọng kính mời O. Nguyên nhân người ta chắc là mới được thẳng con. Và chúc hạnh phúc hôm nay thì mở hồi cũng có một món quà rất thân thương để thay lời chúc mừng các cháu trong ngày hạnh phúc này. Trước trọng kính mời mở hồi tiến về để chúng cũng được cảm ơn món quà vừa rồi đến từ mở hồi rất nhiều. Một món quà tiếp theo đến từ Dì Nguyệt. Trước trọng kính mời Dì Nguyệt xin mời. Và xin được thay lời chân gương, chân thành cảm ơn món quà rất tuyệt vời đến từ Chị Nguyệt rất nhiều. Món quà tiếp theo đến từ Cổ Phú. Chân trọng kính mời Cổ Phú xin mời. Vâng ạ, món quà rất là tuyệt vời, rất ý nghĩa đến từ Cổ Phú. Một lần nữa xin được thay lời chân gương, chân thành cảm ơn Cổ Phú rất nhiều ạ. Và món quà ý nghĩa tiếp theo đến từ cầu Mỹ. Chúc chồng kính mời cầu. Vô và cúc đưa cảm ơn. Cúc đưa cảm ơn món quà đến từ cầu Tàu rất là nhiều ạ. Tiếp tục chúc mừng chúng tôi là món quà đến từ Nhì Nga. Và cùng với chấp hành, mọi người chúc tôi xin được hỏi những còn sống món quà nào chưa được lên tay sách không ạ? Vâng, xin mời cho người chúng ta hãy bổ sung món quà đến từ anh chị Thủy rất nhiều. Đây là gì em? Xin được đặt thêm lời cho anh chị, cảm ơn anh thương rất nhiều ạ. Và quỷ con viên hình họ, hãy ưu ái dành tặng một chào và thiết định lớn để cùng chúc mừng chương trình gần của đời không ạ? Vâng, xin được chân thành cảm ơn tất cả quỷ con viên hình họ rất là nhiều. Và cái lời bày cáo đầu tiên cũng như phần trao quà đến đây cũng xin được gặp lại.
giấc mơ mình cùng say đắm cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Cùng qua và tình yêu là đề tài muôn thuở của thơ ca và nhạc họa, mà đề tài cả văn nghệ sĩ thường nhắc đến đó là tình yêu lửa đôi. Và ngày hôm nay tình yêu của cô dâu chủ rể đã đến bến bờ của hạnh phúc, được sự nhất trí của hai gia đình cùng với sự đồng ý của chính quyền địa phương. Gia đình của chúng tôi ngày hôm nay long trọng tổ chức ngày lễ tặng đôi cho Lê Hương, Thành Đạt và Thủy Ngân. Đó chính là lý do của buổi tiệc sáng hôm nay. Và tiếp tục cùng với tất cả quý vị kính mến, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, thêm một cái đến nghiệp công lao to lớn như bậc làm cha làm mẹ, người đã lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, nuôi cô con lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay hai gia đình của chúng tôi càng hạnh phúc và sung sướng hơn khi thấy con cái đang lập ra bản thân nên duyên chồng vợ. Vâng, và ngay bây giờ đây là sức mục tôn vinh của những bậc làm cha làm mẹ trong bài sân khấu để ra mắt cùng với tất cả quý vị. Về phía họ nhà trai, trong bài chúng tôi xin được các con kính mời quý ông Bùi Quang Bình và quý bà Dương Thị Huệ là những vị song thân của chủ rể Thành Đạt vui lòng trở về sân khấu để ra mắt và giới thiệu với tất cả quý vị. Vậy tất cả quý vị kính mến, nhân gian Việt Nam chúng ta có câu rằng thông gia là bà con tiên, không thể nào đẹp bằng tình thông gia. Cùng với sự đẹp đẹp và cống bằng chúc trọng đến từ quý vị của nhà gái, cùng chúc mừng chúng tôi xin được các con kính mời quý ông Ngô Việt Thảo và quý bà Lê Thị Phương là những vị song thân của cô dâu Thủy Ngân. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị, kính thưa quý vị kính mến, đang thể diện trên sân khấu ngay lúc này đây là sự hiện diện của quý quan viên anh họ, những bậc làm cha làm mẹ của cô dâu và chủ rể đã có mặt trên sân khấu hạnh phúc hôm nay để ra mắt cùng với tất cả quý vị khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị kính mến, trong hoa thì đẹp nhất bởi hoa hồng, tình yêu đẹp nhất chính là hôm nay. Và ngay những sư phục lâm trọng đến đây, chúng mình những làm cho người chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý, quý ông bà, chúng ta cùng hướng mắt về cộng hoa hạnh phúc, cùng chào đón hai bông hoa, hai bông hồng đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Vâng, đó chính là chủ rể Thành Đạt cùng cô dâu Thủy Ngân. Cùng chúng mình những làm cho người chúng tôi trân trọng kính mời người bổ tân thương của chủ rể sẽ thêm bằng cho hai gia đình
có đôi lời phát biểu tri ân đến với tất cả quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Alo. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa bà con nội ngoại và bà bè thân hữu gần xa. Hôm nay là ngày vui của hai con chúng tôi. Sự hiện diện của bà con là niềm hạnh phúc nhất cho gia đình. Các phép tôi thay mặt hai gia đình xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Tất cả quý vị kính mến, trong ngày phúc hôm nay, nhận tiệc cưới làm thủy lấy là việc đàn vào vinh dự khi gia đình đã tin tưởng cho nhà của chúng tôi làm đơn vị đăng cai ấm tận nghệ thuật. Và ngay bây giờ đây đại diện đến từ nhà làm thủy cũng có một bộ quà rất là thân thương để thay lời chúc mừng chị Linh Ngân. Vâng, và xin được thay lời chị Linh Ngân, xin được thay lời cho gia đình. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây là một nghi lễ và một nghi thức còn thật thiếu trong ngày ngày hôm nay. Xin mời Linh Ngân chúng ta cùng đọc theo nhau tiến về các bệnh nhân ngày mà các phụ chữ Thanh Đạt và Thủy Ngân để cùng nhau chia vào sẽ cười mình đồng cỏ nhau xin mời. Và ngay bây giờ đây xin mời Linh Ngân chúng ta cùng đọc theo nhau tiến về lâu đài tiền đài. Thay cho tay chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời, một lúc hiểu thấu, không ăn xin thành. Một trai thì lao trời biển và sắp tới ngọn nhà trai, cũng như ngọn nhà gái đã dẫn cô vươn đắp nơi giường cô dâu chiều rễ. Tư tổ thơ cho đến ngày tàn xa về thức hôm nay. Vì vậy không dành xin mời. Vâng, và các lý trưởng tiếp theo xin việc xong chúc các tiền kiệm bạn bắt đầu tiệm thu thêm. Vâng, vâng, và xin mời hai gia đình chúng ta cùng đối vào nhau khi có cách ly chúc mừng hạnh phúc xin mời ạ. Và đi vượt chúc đi vui, mời vượt chúc mừng đứa đúng không? Lý đâu đi đâu hả? Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hơi hay. Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh. Lần trên đời suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi, lại gần hôn anh sẽ đến. Yeah.
rất là tình cảm, rất là quý báu, không điện thoại gì hết đó.
cùng xin năm mới, chương trình năm mới họ trai gái chúng tôi cũng xin chúc họ trai trai và quý vị trong hậu trường một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Xin kính chào. Đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Chung nhà rồi em ơi, giờ cuộc sống hai ta là một. Mọi buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùm. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Mình cùng xây hạnh phúc lâu dài.
kính mến. Cảm ơn Thượng Đế đã sinh ra cho chúng ta vạn vật. Sinh đùi thì để đùi cao, sinh sông thì sông để dài, sinh biển biển rộng, sinh suối thì suối sâu. Và sinh con người có nam có nữ để yêu nhau. Hoa đến mua thì hoa phải nở, đâu để chuyển thì đều phải sang sông. Đến sinh con sâu thì con sâu phải lấy chồng, còn chú rể phải lấy vợ. Đó là quy tắc yếu của tạo hóa. Chính vì những quy luật đó để rồi qua nhiều năm tháng tìm hiểu nhau. Và ngày hôm nay, được sự nhất trí của hai gia đình cùng với sự đồng ý của chính quyền địa phương, gia đình của chúng tôi ngày hôm nay long trọng tổ chức ngày lễ tân hôn cho Đề Ngân, Thành Đạt và Thị Ngân. Đó chính là lý do của buổi tiệc chiều hôm nay. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị kính mến, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, thay vì kể đến những công lao to lớn như việc làm cha làm mẹ, công cha thì những đôi cất trời, nghĩa về bầu trời chỉ tháng thu mang. Cha là đuổi, mẹ là sông, và con là cá vượt hoa tuổi hồng. Vâng, cái bây giờ đây là sự một tục vinh của những bậc làm cha làm mẹ. Chúng về sân khấu để giao mắt cùng với tất cả quý vị. Chúc cho kính mời quý ông Bùi Quang Bình và quý bà Dương Thị Huệ là chị bị sắc thân của chủ rể Thành Đạt vui lòng trở về sân khấu để giao mắt và diễn kiến với tất cả quý vị. Và xin quý vị chúng ta sẽ mời cho vào cái lớn để chào đón gia chủ của chúng tôi. Xin mời. Xin lần và có mặt sẽ mời trở về từ quân quyền đẹp này. Chúng mà chúng ta sẽ được các kính mời quý ông Ngô Việt Thảo và quý bà Lê Thị Phượng, Lê Thị Bình sông thân của cô sao Thủy Ngân. Chúng ta vui lòng trở về sân khấu để giao mắt và diễn kiến với tất cả quý vị. Và tiếp theo vậy, tất cả quý vị kính mến, đang biểu diễn trên sân khấu ngay lúc này đây là diễn viên của quan viên của nhà trai và đại diện đại biểu của người nhà gái. Ngay bây giờ đây ra mắt cùng với tất cả quý vị khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay. Còn ngay lúc này đây, có việc quý vị phải trở về lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng được mặt về cộng hoa Hàn Quốc và chúng ta dành cho phòng thay tiệc lớn thật dài, thật đồng nhiệt để cùng chào đón chủ rể tiền trai Thành Đạt cùng với cô dâu xinh đẹp Thị Ngân. Không cho gì hơn một đời là về sống yêu người để được gần nhau. Cô dâu rất là dịu dàng dễ thương trong tà áo cưới. Đây là chủ sĩ tiền trai cùng gặp với nhau trở về sân khấu để ra mắt và diễn biến với tất cả mọi người. Vâng, quý vị ơi, vui xin chào mừng hôm nay một cho vào tên là lớn để chúc mừng xin mời. Đường hạ sao trong đêm lung linh, nơi lòng rộng lớn, nắng mai trong ngàn đời. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị kính mến, đang biểu diễn trên sân khấu ngay lúc này đây là một bức tranh, một hình ảnh rất là tuyệt vời đến từ đại sân của chúng tôi. Và một niềm tuyệt vời hơn nữa là tất cả quý vị khách quý, bà con đường ngoại, bạn bè tiếp tục gần xa và quý anh chị đã mà chúng ta sau kỳ bóng của mình ngày hôm nay, mặc dù trời nhỏ và mưa rất là lớn, nhưng tất cả quý vị khách quý đã vào chúng ta sau kỳ bóng đến để tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, chia sẻ niềm vui với gia đình của chúng tôi trong buổi tiệc này, chia sẻ đến từ đại diện đến từ hai gia đình của chúng tôi. Trân trọng kính mời. Kính thưa bà con đồng ngoài, kính thưa bà con sáu giờ hôm nay là ngày vui của hai con chúng tôi, sự hiện diện của ba con bạn bè thân hữu gần xa là bỏ chút thời gian quý báu chúc phúc cho hai con chúng tôi là niềm hạnh phúc nhất cho gia đình, cho cái sai mặt cho hai gia đình. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Chúng tôi xin được bảo vệ thay lời cho gia đình, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị quý anh chị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị kính mến, ngay bây giờ đây là một nghi lễ và một nghi thức không thể thiếu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời đứng đứng chúng ta cùng đọc theo nhau tiếng về tháp bạch kem, nơi mà các bộ chữ Thành Đạt và Thị Ngân. Và ngay bây giờ đây, xin mời đứng đứng chúng ta cùng đọc theo nhau tiếng về lâu đài tỉ đái, tay trong tay, quên những trái chiều xa mây. Vâng, quý vị đã chứng kiến những công lao trời biển và sắc thân của nhà trai cũng như họ nhà gái đã dần cung hôn đắp nơi dưỡng cô dâu chủ trễ từ cô ổ thơ cho đến ngày thành xa đến tới hôm nay. Vì vậy, cô dâu và chủ trễ không thể nào quên cô dâu. Chúc cho quý vị.
Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu. Chỉ
cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Oh, oh, oh. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Dù là đôi khi
anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu ai. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Một người chở che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi